Alo. Alo. Sẽ cấp phát một bộ nhớ có kích thước là thước n byte với n là tham số truyền vào hàm nhé. Ở đây ta chỉ cần cấp phát một phần tử kiểu nốt thôi. Thế nên ta chỉ cần cấp phát đúng số byte của một nốt, tức là đây malloc malloc của một nhân cho size of, đúng không, một số một này đấy. Đương nhiên thì ta viết gọn lại là malloc này thôi. Đấy, đây là như vậy. Đây là lý giải tại sao, đây là lý giải của cái câu này. Nốt sao? Nốt mà lọc này. Đấy, ok. Rồi, có thắc mắc gì nữa không? Các bạn khác có thắc mắc gì nữa không? Chắc hết rồi nhỉ? Hoặc là nếu chưa có thắc mắc gì, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc tiếp. Rồi, như vậy hàm make node này bản chất là nó sẽ tạo ra một cái cấp phát xin bộ xin OS xin các bạn cấp phát là bộ nhớ cho một phần tử kiểu node và nó trả về cho chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc tiếp với nó. Chúng ta nhìn thấy return P ở đây nhé. Return P ở đây. Return P ở đây này, chúng ta nhìn thấy return P ở đây. Rồi. P next bằng null, bởi vì chúng ta chỉ xin cấp phát một phần tử thôi, nó không có liên kết với ai cả. Vì vậy là cái P next của chúng ta được gán bằng null. Đấy. P value bằng V, vì đấy V là tham số truyền vào, tôi sẽ gán vào cái P value này nhỉ. Ở đây chúng ta cần để ý nhé, vì vì P là một con trỏ, cấu trúc, nên ta phải viết là P này value để truy cập được trường value của con trỏ P. Nếu P không phải là một con trỏ cấu trúc mà chỉ là một cấu trúc thôi thì ta cứ p.value là sẽ truy cập được. Ta viết thì ta viết về chấm value là sẽ truy cập được nhé. Ok rồi, rồi nhé. Còn thắc mắc gì nữa không, chúng ta sẽ quay sang phần tiếp theo, trang tiếp theo. Rồi. Đây là một slide nói về cách cài đặt cái hàm insert last. Đây, insert last là cái hàm mà chúng ta để đây, đúng không? Insert last. Để đây một chút nhé. Rồi. Đây, chèn thêm một nút vào cuối danh sách sử dụng và không sử dụng để quy. Chúng ta nhìn ở góc bên tay trái của các bạn là hàm nó không sử dụng để quy nhé. Insert last node h, tức là chúng ta đầu vào nó đã phải có một cái danh sách liên kết rồi, và giá trị v, v là giá trị của phần tử node muốn thêm vào cuối danh sách. Node p bằng h, gắn p bằng h, lại gắn p bằng h để làm gì nhỉ? Chả hiểu, hàm này chắc là thừa. H bằng null thì return method. Đúng rồi, nếu mà chúng tôi chưa có, ông chưa truyền cái gì cả, truyền null vào thì tôi sẽ tạo ra một nốt cho ông. Method V, nên method là hàm này ở đây, nhìn ở đây. Tiếp theo, trong hợp khác là bây giờ chúng ta phải duyệt con trỏ cho đến phần tử cuối cùng. While p next khác bằng null thì p bằng p next. À.
Đây chúng ta sẽ có một con trỏ P, vì con trỏ P là nó trỏ đến địa chỉ đầu tiên của H. Trỏ P nó trỏ đến vị trí đầu tiên của H. Đấy, như vậy là P là một con trỏ trung gian mà nó có thể trỏ lúng túng được. Vì vậy chúng ta phải là P next khác null và P bằng P chấm next, đúng không? Chứ đến đây mà là H thì thế nào nhỉ? Ra khỏi hàm thì H nó lại trỏ lúng tung chỗ khác rồi, đúng không? Không được. Bây giờ chúng ta cứ dùng một thằng P đầu tiên, P ông trỏ đến H cho tôi. Rồi sau đó là vòng một while là P nó cứ nhấy đến phần tử cuối cùng. Tất nhiên vòng lặp này sẽ kết thúc khi nào? Kết thúc khi P next bằng null, tức là trỏ đến phần tử cuối cùng rồi. À, phần tử P mà cái next của nó bằng null rồi. Ok, đây là phần tử cuối cùng rồi, không thể duyệt đi nữa, dừng lại ở đây. Và khi dừng lại ở đây thì chúng ta có nốt Q bằng make node. Đấy, tạo ra make node mới nha, tạo ra nốt mới Q. Rồi p.next bằng Q rồi. Và chúng ta nhớ rằng là Q này thì cái next của nó bằng null rồi, trong hàm này đã gán rồi đúng không? Đấy. Như vậy nó tóm lại là p.next bằng Q và Q next bằng null. Và P này đang là trỏ đến phần tử cuối cùng của danh sách H đúng không? Đấy, như vậy cái câu lệnh này cũng đã làm thay đổi cái phần tử của danh sách H rồi. Và return H trả về đúng H luôn nhé. Chúng ta return H về đây, chúng ta khai báo nốt sao này, con trỏ nốt này, nốt sao này, H này, đấy, return H. Ok, mọi thứ đã hợp lệ nhé. Tất nhiên với cái hàm tiếp theo, hàm đệ quy thì nó gọi là đã hơi rắc rối một tẹo. Chúng ta phải viết cái hàm để quy, nếu H bằng null thì return mất nốt luôn. Rồi sau đó là cái giá trị trả về của hàm đấy sẽ là bằng H.next. Cứ mỗi lần gọi hàm insert last rescale, tức là gọi hàm chèn cuối mà để quy này thì rescale shift là để quy nhé, thì h.next chúng ta lại truyền đến phần tử tiếp theo của cái mảng danh sách H. Nói tóm lại là hàm này vẫn sẽ trả về một chất liên kết mà đã được thêm cái phần tử V ở đằng cuối. Rồi. Đến đây thì các bạn có thắc mắc gì không? Hãy ngẫm nghĩ đi, hãy nhìn và xem thử nhá.
Có vẻ như các bạn không có hỏi gì nữa đúng không? Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Rồi. Tiếp theo là một cái hàm là loại bỏ một nút có giá trị bằng V không dùng để quy. Chúng ta sẽ nhìn thử nó nhé. Remove node này. H intv. Như vậy tham số truyền vào là dòng đầu tiên chúng ta nhìn thấy tham số truyền vào là một danh sách liên kết H và một giá trị V mà dùng làm key ấy, để tìm kiếm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tình huống chúng ta cân nhắc như sau. Tình huống ấy là có thể trong cái danh sách liên kết đấy không có phần tử V nào cả. Ok, chúng ta trả về 9H, không nói gì. Có thể là trong danh sách liên kết đó có mấy cái phần tử cuối cùng giá trị V. Đó. Thì ở đây remove node này nó chúng ta chỉ dừng ở vấn đề là chỉ cần tôi tìm thấy phần tử đầu tiên bằng giá trị V thì tôi sẽ remove cái phần tử thôi. Còn sau đó nó còn nữa hay không là việc của nó. Tôi không biết. Nhá. Đấy, như vậy cái remove node chúng ta hiểu là gần như là remove first, tìm ra phần tử đầu tiên. Rồi chúng ta cùng xem. Đầu tiên con trỏ P trung gian bằng H. Ừ, chúng ta phân tích bài trước phải có một con trỏ P trung gian. Rồi nếu H bằng null Newton null, đúng rồi, có thấy quái đâu. Đúng không? Nếu H bằng V ở hình như đây thiếu thiếu cái gì nhỉ? Đúng không? Đây thiếu thiếu cái gì nhỉ? Các bạn thấy có thiếu gì không? Cái nhân này. Đóng ngoặc à? Đúng rồi, thiếu cái đóng ngoặc nhỉ. Thực ra thì biết nói như nào nhỉ? Các sinh viên cũng phản ánh lại và cũng có nhiều thầy phản ánh lại với nhóm chuyên môn là tại sao slide có những chỗ viết sai viết thiếu, thì được câu trả lời như này. Thực ra những cái code trong slide ấy là cái dạng đã cố ý viết là vẫn có một số sai sót nào đó, và các bạn sinh viên muốn chạy được về làm chạy được chạy thử thì các bạn phải modify code đấy, phải biết những cách modify code đấy để có thể chạy được nhé, giống như là một cái bài tập cho các bạn làm. Tất nhiên thì đa số đó thì sai về mặt cú pháp hoặc là sai về mặt gọi là gì nhỉ, không phải sai mà gần như là nó thiếu các khai báo thôi và các bạn phải tự khai báo nó. Chứ không phải sai hẳn về thuật toán thì lại choáng quá, đúng không? Ok, như vậy đây chúng ta thiếu một dấu ngoặc, đúng không? Thôi rồi, phải sửa lại, về sửa lại. If h bằng value bằng v, à, tức là nếu phần tử đầu tiên, h là con trỏ phần tử đầu tiên mà có value bằng v rồi thì ta tìm thấy, đúng không? Found. Thấy h bằng đây ta sẽ có con trỏ trung gian tmp bằng h, rồi h bằng hdex. À, tôi sẽ trả về cái h trỏ được phần tử tiếp theo, rồi free tmp, giải phóng vào bộ nhớ đi, xóa đi. Đó, free sẽ bảo hệ điều hành là thôi tao không dùng cái này nữa, bộ hành muốn dùng thì hệ điều hành OBS muốn làm gì dùng bỏ đi, và return v sẽ trả về cái, xin lỗi, return h là trả về cái danh sách liên kết h đây, kiểu như trở về nốt sao không hợp lệ. Nếu có điều kiện đó không xảy ra, tức là phần tử đầu tiên vẫn không phải là chứa phần tử giá trị V, thì chúng ta sẽ lặp đến khi nào mà P next value bằng V. Yeah, P next là con trỏ, next value nữa. Đấy, con trỏ tiếp bằng V thì break. Break ra, còn không thì P vẫn P next tìm tiếp, đúng không? Đấy. Như vậy là break ra thì nếu P next khác null, break ra thì con trỏ P ở đây, con trỏ P nó đã trỏ đến phần tử mà có giá trị bằng V rồi. À đâu? Con trỏ P nó đã trỏ đến phần tử mà tiếp theo là có giá trị bằng V rồi. Tiếp theo giá trị bằng V rồi nhá. Tức là con trỏ đã nó đến con trỏ P nếu mà break ở đây ấy, break ở đây này, thì còn con trỏ P nó đã trỏ đến phần tử mà tiếp theo của phần tử đó thì sẽ là có lưu giá trị V. Điều đó khiến chúng ta sẽ là V.next khác null này, đấy, khác null tức là tôi đã chọn phần tử mà tôi đã tìm thấy phần tử mà trước mà nó không phải là phần tử cuối cùng rồi nhé. Thì nốt Q bằng P.next, vì Q chính là mấy cái thằng chứa V, chúng ta nhìn thấy P.next value, như vậy P.next mới trỏ đến phần tử, P.next mới là cái phần tử có chứa V, như vậy Q phải bằng P.next hay nói khác là Q có chứa V. V.next bằng Q.next, V sẽ chọn đến phần tử tiếp theo của Q, sau đó free Q, Q được giải phóng và nó return H ở đây nhá. Chúng ta sẽ có cái ý nghĩa của cái vòng lặp, các vòng lặp như này. Chúng ta vòng vòng qua chạy đến đây khi mà phần tử đầu tiên là không chứa V. Nó chạy đến đây rơi vào hai trường hợp, một là đến cuối danh sách rồi, cái while này kết thúc, hai là điều kiện này xảy ra, tức là Q
tìm được phần tử mà trước phần tử sau cái sau của nó là có chứa V nhá. Đấy. Rồi, bài này chúng các bạn có thể xem lại để nhìn ngẫm cái slide này xem có vấn đề gì không nhá. Cứ nghiền ngẫm thử xem. Thế cái hàm free là hàm gì ạ? Hàm free đây thầy sẽ ghi nhá. Chúng ta sẽ có nhìn thấy cái hàm free này. Hàm free một cái con trỏ nào đó, ví dụ một cái kiểu x gì sao p nào đó nhá. Là một biến con trỏ chờ tí, một biến con trỏ kiểu x gì nhá. Free p thầy sẽ yêu cầu operating system giải phóng bộ nhớ. Nói cách khác là cái mã nguồn của chúng ta, cái hàm của chúng ta không cần dùng hàm cái con trỏ p nữa, p và bộ nhớ, và không cần dùng bộ nhớ mà p trỏ đến. Ở các ngôn ngữ cấp cao ấy, các ngôn ngữ cấp cao như là Java hoặc là C Sharp thì sao nhỉ, thì các biến này, cái việc giải phóng bộ nhớ này đã được làm sẵn rồi. Nhưng ở C, C cộng cộng thì không nhé. Và lập trình viên phải giải phóng trừ khi muốn chương trình chúng ta dùng quá nhiều bộ nhớ, nên nên nhớ rằng nếu một cái chương trình mà dùng quá nhiều bộ nhớ, yêu cầu quá nhiều bộ nhớ, yêu cầu cấp phát này, yêu cầu cấp phát quá nhiều bộ nhớ, tức là gọi malloc quá nhiều lần ấy, malloc nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, thời gian quá ngắn thì sao, thì OS sẽ kill nó đi, sẽ tự động kill. Thì lý do vì sao mà chúng ta phải cấp phát bộ nhớ gọi malloc nhiều lần, hoặc chúng ta gọi nhiều lần hoặc nếu dùng quá 4GB ấy, dùng quá 4GB thì OS nó cũng kin. Đó lý giải tại sao mà chúng ta phải có hàm free. Nếu chúng ta không free thì bộ nhớ chúng ta không dùng, nhưng mà OS nó vẫn không thấy là nó được quyền giải phóng bộ nhớ, và nó OS thì nó vẫn cho rằng là cái program của chúng ta vẫn đang dùng cái bộ nhớ đấy. Vấn đề ở chỗ là nếu mà dùng quá 4GB thì OS cũng sẽ kin. Còn nếu chúng ta yêu cầu cấp phát quá nhiều bộ nhớ trong một thời gian quá ngắn thì OS cũng kin. Đấy. Đó là lý giải tại sao mà ở đây chúng ta phải có hàm free để giải phóng bộ nhớ đi nhá. Ok, với tác dụng hàm free là yêu cầu OS giải phóng bộ nhớ. Chỉ có C nó mới liên quan vấn đề này thôi, chứ còn Java thì không đến mức đấy. Thực ra Java nếu chúng ta yêu cầu cấp phát 4GB bộ nhớ thì nó cũng sẽ kin đấy. Chúng ta phải xin cấp phát nhiều hơn bằng thiết lập các chỉ định của OS, chỉ chỉ định trong compile ấy. Cái này nếu học Java sâu thì các bạn sẽ nắm được rõ hơn. Nhìn chung là tất cả các program đều sẽ bị kin nếu mà dùng quá tầm 4GB trở lên là nó sẽ kin. Còn nếu muốn để không để tránh kin thì thằng C nó có cách là nó dùng free, thằng Java thì không có cần đấy vì nó tự free sẵn rồi nhá. Yeah. Ok. Rồi, có thắc mắc gì nữa không?
Rồi, có vẻ như là chưa ai có ý kiến gì hết nữa đúng không? Chúng ta tiếp theo. Đây, hàm này là sử dụng đệ quy. Ôi, đệ quy phức tạp hết đấy. H bằng null return null, H bằng H value bằng V return H. Còn H next bằng remove node discursive. À, cứ một lần gọi là chúng ta lại H next, H next, H next, H next lần nữa. Nó sẽ trò đến phần tử với kích thước bé dần đúng không? Nó sẽ liên kết với kích thước bé dần, bé dần, bé dần. Và đến phần tử cuối cùng. Nếu bằng null thì return null, còn nếu H value bằng V thì return H. Đó. Như vậy hàm này là nó đã làm công việc là loại bỏ phần tử đầu tiên có giá trị bằng V nếu có. Yeah. Yeah, chuyển sang slide tiếp theo. Slide tiếp theo thì chúng ta loại bỏ tất cả nút có giá trị bằng V. Đây. Hàm này là sử dụng đệ quy H bằng null return null này, H value bằng V. Thì chúng ta sẽ nốt tempo bằng H, H net free tempo, trả đi. Tiếp tục, continue tiếp, remove H, remove all, H tiếp. Đấy. Còn nếu ra khỏi đây thì có nghĩa là phần tử đầu tiên không phải là bằng V đúng không? Phần tử đầu tiên không chứa giá trị V, phần tử đầu ra đoạn này, ra khỏi đoạn này thì phần tử đầu tiên chứa giá trị bằng V. Và chúng ta sẽ phải tìm những cái phần tử tiếp theo, H next, remove all, H next, cứ thế gọi để quy tiếp. Nhờ. Đấy. Thắc mắc gì ở chỗ này không? Mắc gì chỗ này không? Không có mắc gì chỗ này đúng không? Vậy chúng ta chuyển sang hàm tiếp theo là hàm đếm. Hàm đếm thì có đây có hai ví dụ sử dụng và không dùng để quy. Để dùng để quy thì H bằng null return 0 này, return còn lại return 1 cộng cao recursive của H next. À, nên là cứ đếm 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 cứ cộng H next danh sách truyền vào để quy, cứ truyền vào cái danh sách H nó giảm dần giảm dần giảm dần. Ok. Tiếp theo là int cao, một cái hàm mà không sử dụng để quy. À, cao H này, y cao int bằng 0 này, nốt P bằng H này, y P khác null. À, nếu con trỏ hạn P khác null, tức là H đủ khác null đấy. PNT cộng 1, P bằng P next trỏ tiếp theo. Kiểm tra P khác null, lại tiếp theo tiếp. Đấy. Nói chung là cái này nó sẽ dừng khi nào? Dừng khi mà P là phần tử cuối cùng rồi, P bằng null rồi. Nhá. Và return CNT là quyền cao, đã trở về. Rồi, đây là hai cái hàm đếm số nút mà không sử dụng và không sử dụng để quy. Đến đây các bạn có thắc mắc gì đây ở chỗ hàm này không? Cứ hỏi nhé. Cái cộng bằng 1 là tăng thêm một đơn vị đúng không? Các bạn có thể thay cộng bằng 1 bằng là cộng cộng hoặc là cộng cộng ngay trước hoặc cộng cộng sau hoặc là CNT bằng CNT cộng 1 đúng không? Không có gì thắc mắc cả nhé. Rồi. Tiếp theo có câu hỏi gì không ở chỗ này? Không ạ. Ok. Có vẻ chưa câu hỏi gì đúng không? Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đảo ngược. Hàm đảo ngược này có vẻ rắc rối hơn một tẹo. Nhìn loằng ngoằng quá nhỉ? Nhiều biến trung gian nhỉ? À, nốt P bằng H, H rồi PP bằng null, rồi NP bằng null. Ừ. Yeah. P chắc là pointer P, rồi NP chắc là next P. Yeah. Next pointer, rồi chưa biết, chúng ta cứ thấy người ta đặt nghĩa, đoán tiếp. Nào, còn lập Y, P khác null, P ban đầu bằng H. Được rồi, tôi đã kiểm tra danh sách có bằng null hay không. Nếu bằng null điều kiện này sai thì return PP luôn, mà PP đang bằng null tức là đảo ngược null, mà danh sách đảo ngược mà return null thì cũng đúng thôi, không có gì cả. Rồi nếu vòng lặp qua này chạy được, còn lặp qua này chạy được thì NP bằng P next, con chọn NP là next P. À, rồi P next bằng PP, P next bằng PP đảo ngược lại. À, P next bằng PP, như vậy PP là con chọn đảo ngược. À, P next bằng PP, sau đó PP bằng P và P bằng P, P next bằng PP. À, đúng rồi, vì phần đầu tiên chúng ta duyệt thì P next chính là cái con trừ đầu tiên trong danh sách mà, đúng không? Cảnh thấy là lạ nhỉ. Ví dụ danh sách có hai phần tử, có một phần tử duy nhất đi, thì NP P này khác null rồi, nhưng mà P next sẽ bằng null, NP sẽ bằng null, sau đó P next bằng PP.
gán cho con trỏ Phoenix bằng con trỏ PP bằng gán bằng null, rồi PP bằng P, P cho trỏ phần tử đầu tiên, rồi P bằng NP, P bằng NP, P bằng giá trị tiếp theo của Phoenix, PP bằng null, PP bằng P. Như vậy ở đây bản chất là chúng ta đã hoán chuyển giữa Phoenix và P. Đúng rồi. Đây giống như hàm swap ấy, hoán chuyển giữa Phoenix và P. Phoenix sẽ trỏ về cái phần tử đầu tiên, còn P sẽ trỏ về phần tử của Phoenix. Tiếp theo đến như vậy, cứ như vậy thì sẽ cuối cùng sẽ tìm trả về được cái danh sách liên kết đã bị đảo ngược. Cái này hơi khó mường tượng một chút. Các bạn có, thầy nghĩ các bạn có lẽ phải cần nhiều thời gian để nhìn về slide này nhé. Okay. Các bạn cái đấy thì nghĩ các bạn phải nhìn kỹ ở đây để tham khảo. Có mừng tựa được không? Rồi, có vẻ như các bạn không thắc mắc gì nhiều về phần này, đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, ở đây có một cái bài tập này, quản lý hồ sơ, đúng không? Hồ sơ bao gồm tên, gì email, viết một cái program trong thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, đọc dữ liệu từ file văn bản vào danh sách sinh viên, in danh sách sinh viên, xem hồ sơ và cuối danh sách, xóa một hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ và lưu trữ hồ sơ file văn bản. Đây là cái phần về khai báo dữ liệu. Các bạn nhìn kỹ đề như đây, sinh viên email này, các bạn tương tác, đọc dữ liệu, in danh sách, thêm hồ sơ vào cuối danh sách, xóa hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ, lưu hồ sơ file văn bản.
Rồi đây là khai báo dữ liệu Define Max Lang là 256. Tên sinh viên, cái cha name là mạng tên sinh viên, cha email là mạng và email của sinh viên. Profile next. Slack profile. In the list, list empty. Mấy profile giống như mấy nốt chúng ta đã từng làm một trước đúng không? Từng xem một trước strcpy là sao chép. Sao chép cái nội dung của cái name và cái nốt name này. Sao chép email và nốt name này. Email này. Next note in list. Insert slot in the print list in the remove profile. Chúng ta ở đây chúng ta vì chúng ta so khớp hai cái sâu với nhau nên chúng ta phải dùng hàm CTRL CMP, có nghĩa là string compare nhé. bằng không có nghĩa là hai cái thằng này nó giống hệt nhau. Đây list empty là return first class bằng null. Đây chúng ta phải dùng cái first class à. List là for in ra kiểu này vẫn được nhé. For profile p bằng list này, p bằng first này, p khác luôn này, p bằng p next này, nó sẽ duyệt từng phần tử ra một. Rồi remove profile. Đây dùng hàm để query à. Load, đọc dữ liệu từ dòng lại dòng name và email. Nhìn như này thì hàm scan này là ở đây hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với bắt đầu file đây nhé. File này, con trỏ file này, file name là tên file này, r là read này nhé. Scan này như này có nghĩa rằng là cái name này là phải là một cái sâu mà không có khoảng trắng ở bên trong. Không có khoảng trắng bên trong. Yeah. Email thêm một cái sâu không bằng trắng bên trong. Hiệu name Nguyễn Văn An chúng ta phải viết sát lại. Nguyễn chữ N hay chữ N hợp nhận Nguyễn Văn An hay N chữ V gắn với nhau và chữ N với chữ A phải gắn với nhau. Sau phải viết sát lại scan đọc lại chúng ta viết như này. Với F là con trỏ file. Con trỏ file được khởi tạo ở đây này. Scan là hàm đọc cái file này, file này. %s này giống như là cái hàm scan thôi, chúng ta có %s để cái sâu format ấy. Đây và lưu vào hai cái biến này. Name và email, với name này khai báo là mạng cha 256 email 256. F close chú ý là đọc file xong chúng ta phải có close file. Process. Đến bài này chắc chắn phải chắc chắn phải làm việc với file rồi. Đây kiểm soát khớp file sâu với nhau. Rồi CMP. Nhiều hàm nhỉ? Nhiều hàm. Đây, quản lý danh sách liên kết đôi à. Sách liên kết đơn. Chúng ta phải đọc kỹ từng hàm một vậy nhé. Rồi. Nhưng mà để xem mấy giờ. Rồi bây giờ chúng ta tạm thời nghỉ giải lao 10 phút nhé. Các bạn có thể xem trước hoặc là đi đâu đó để thả lỏng cơ thể. Sau đó là 10 phút nữa chúng ta sẽ quay lại để bàn bạc kỹ về cái bài này nhé. 10 phút bắt đầu.
Rồi, chúng ta sẽ làm việc tiếp nhé. Ở đây có một vấn đề là cái hồ sơ này là bao gồm có hai trường thông tin. Hồ sơ này có hai trường thông tin. Thầy ơi, thầy chia sẻ màn hình gì ạ? Quên mất cái chữ. Đây. Đây chúng ta có hai trường thông tin là hồ sơ bao gồm name này và email. Đấy. Vậy chúng ta sẽ khai báo một cái short là profile và có hai trường tra kiểu tra mảng tra là name và email. Vì đây là mảng tra bởi vì trong C ấy, thì nó không có kiểu string như C cộng cộng với lại Java. Ta bắt buộc phải dùng mảng tra thôi. Rồi. Đọc dữ liệu file văn bản, như vậy chúng ta phải có hàm đọc dữ liệu từ file văn bản vào. In ra danh sách. Giờ chúng ta phải có hàm là print ra. Tiếp theo thêm hồ sơ vào cuối danh sách, như vậy là cái hàm insert last, xóa một hồ sơ, remove, tìm kiếm hồ sơ, có hàm tìm kiếm, phải hàm tìm kiếm rồi, hồ sơ là lưu hồ sơ vào file văn bản, hàm lưu file, vậy ít nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hàm. Đây, đây nhá, chúng ta sẽ khai báo dữ liệu. Cái dòng đầu tiên của tác giả là dòng include được không nói. Rồi. Tiếp theo ấy là gì nhỉ? Tiếp theo là một cái định nghĩa, một cái biến hằng là macro là max L bằng 256. Từ đây trở đi cứ chỗ nào có max L là mình hiểu 256 rồi. Type struct profile để tra name nên mảng chúng ta khai báo tối đa 256 phần tử luôn cho nó thoải mái. Khai báo thừa thêm được không sao? Nếu mà khi mảng nó đọc string vào ấy thì C nó sẽ chèn vào những phần tử đầu tiên, phần tử sau cùng thì nó sẽ những phần tử sau thì không mà thừa thì nó sẽ chèn cái ký tự kết thừa, cái tra email cũng vậy. Và chúng ta có một con trỏ next, next ra đây, biến con trỏ vậy profile như này. Bản chất kích thước ở đây là khoảng 256 phần tử, ở đây 256 phần tử và đây là một cái byte, một cái biến kiểu in thôi. Bởi vì con trỏ, bộ nhớ con trỏ của chúng ta là vừa đủ trong 64 bit bị chỉ. Rồi ở đây chúng ta sẽ khai báo ra hai biến con trỏ là first và last. Hai biến này biến toàn cục first và last profile, first last, đây là hai biến con trỏ. Ở đây ấy, thực ra ở đây bản chất profile cách ra sao với first khác nhau vẫn được. Nhưng mà tác giả quen dùng cái profile sao rồi cho nên với first. Có điều ở last đây thì chúng ta bắt buộc phải viết là cái dấu sao nữa để trợ con trỏ nữa. Đúng không nhỉ? Thực ra ở đây nó cái last này cần quái thì sao nhỉ? Tôi nghĩ là ở đây không cần cái sao. Sao lát. Các bạn nào viết thử có thể thấy. Đây, cái này nói chung là dùng compiler nó báo lỗi rồi cho nó biết ngay là chỗ nào phải viết kiểu gì cho ổn nhé. Rồi. Như vậy là đoạn này chúng ta đã khai báo rồi. Chúng ta bỏ qua phần này nhé. Slide số 13. Chúng ta nhìn thử này. Make profile. À giống như cái make note thôi. Chúng ta có tham số truyền vào là. Là gì? À, là name và email. Vì đây là biến kiểu mảng. Biến mảng nên chúng ta sẽ truyền vào mấy con trỏ vào thì mấy con trỏ được nhé. Tất nhiên thì nếu thích thì chúng ta tra ngoặc vuông nêm được, tra ngoặc vuông email, tra nêm ngoặc vuông email ngoặc vuông cũng được, nhưng tại vì cái hàm string copy chúng ta phải cần truyền vào là một con trỏ mà, cho nên thôi người ta để là tra sao cũng sao nhé, tra sao nêm và tra sao email, cứ truyền tra nêm ngoặc vuông cũng được. Rồi quay lại, tiếp theo là cái profile này là malloc và hàm chúng ta đã từng soi xét lúc nãy rồi đúng không? Cái strcpy này là sao chép, như vậy từ cái name input này sẽ copy vào cái nốt name, từ email này code copy vào nốt email. Có bạn hỏi tại sao không để nốt name, nốt gạch nối name bằng name, không làm được ấy. Vấn đề riêng biến kiểu mảng chúng ta, mảng string chúng ta không thể gán bằng như thế được. Chúng ta phải gọi hàm strcpy để sao chép nhá. Strcpy để sao chép dữ liệu. Rồi. Như vậy hàm này make profile chúng ta thể bỏ qua được rồi, bởi vì nó cũng giống như hàm make note trước, chẳng qua là để gắn trong phần tử chúng ta phải dùng strcpy này. Nếu như vậy thì ở đây thầy sợ là phải thêm một cái thư viện nữa. String.h nữa chứ không thể mỗi như này được. Bài này nó cố ý người ta viết thiếu một chút để chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc. Rồi,
Tiếp theo là Intellis. Intellis. Intellis nhé. Intellis. Xin lỗi, initlist chứ, initlist, the first bằng null và last bằng null. Rồi, khởi tạo mà. List empty, tức là return nếu first bằng null và last bằng null. Rồi, kiểm tra xem rồi nếu nó có bị null hay không thì chúng ta sẽ trả về như này. Rồi. Slide này các bạn có thắc mắc gì không? Cái này chỉ là hàm cơ bản thôi, chúng ta bỏ qua nhé. Tiếp theo nhé. Rồi, insert last, profile, chúng ta tạo ra một cái nốt mới là profile, rồi, ok, tạo nốt mới là profile, kế đó, chúng ta sẽ phải kiểm tra xem list này empty có bị rỗng không, nhé, first bằng, nếu rỗng thì first bằng profile, last bằng profile, cả first cả last cùng trỏ vào L, thì last, next bằng profile và last bằng profile. Con trỏ lát ở đây thì chúng ta có ưu điểm là gì nhỉ? Chúng ta không phải lập while để duyệt nữa, không phải lúc nào cũng while để duyệt nữa. Chúng ta chỉ có cái last là lưu trữ phần tử cuối cùng và last index profile rồi last bằng profile gắn tiếp theo thôi. Nhé. Print list là p bằng first để p khác null rồi p bằng p next, tức là nếu mà kiểm tra nếu mà cái phần tử p nó khác null thì chúng ta sẽ in con chữ p ra rồi sau đó là p bằng p next, p sẽ trỏ lên phần tử tiếp theo. Cái dòng này một dạng viết for thôi nhé. Chúng ta không cần thắc mắc gì nhiều. In ra thì phần trăm s về phần trăm s là sâu này. P name con chọn là mảng kiểu cha, P email cũng là mảng kiểu cha. In ra đây là quy ước của C để chúng ta học thuộc thôi. Remove profile. Remove profile. Profile nhé, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Remove profile là list empty. Kiểm tra nếu bằng null không, nếu mà null thật thì return null thôi, đúng rồi, không có gì nói cả. strcmp là kiểm tra xem cái profile con trỏ này, cái phần tử đầu nó có phải cái name này có phải bằng trong hay không. Chúng ta để so sánh bằng trong string ấy thì chúng ta phải dùng strcmp để so sánh. Yeah, profile sao tmp bằng fnext free. Đấy, nếu mà tìm thấy rồi PF đúng không? Tức là điều kiện này thỏa mãn, tức là tìm thấy thì TMP bằng FNEX trở ra free ra. Nếu TMP bằng null thì lát bằng null, còn ngược lại thì return TMP. Đấy, còn L tức là hai cái khác nhau, chúng ta phải duyệt tiếp FNEX bằng remove profile FNEX. Chúng ta chọn đến phần tử tiếp theo, những phần tử tiếp theo và tiếp tục gọi hàm remove profile hàm để quy. Đấy, đây là hàm xác định kết đơn hàm remove profile và này nhiều hàm fit hàm load. Bây giờ chúng ta ok thế này thì bắt buộc phải sử dụng hàm find rồi. Nếu mà các bạn không thích dùng hàm load này. Rồi các bạn cứ gõ Ctrl C nhé. Rồi chúng ta sẽ phải đi quay lại với cái hàm đọc file như bài trước. Hàm file này, con trỏ file đây, khai báo con trỏ file này, f bằng f open file name r, f bằng null này, print load data file not found này, why not lf f. Tức là kiểm tra xem f có phải là con trỏ cuối cùng không, con trỏ cuối cùng của file không á. Tức là cái f bằng f profile f bằng f open file name này mang nghĩa rằng là f sẽ là một con trỏ file và trỏ đến dòng đầu tiên của file. Cái câu lệnh này nó kiểm tra xem thử là f có phải là phần tử cuối cùng của file không, đã trỏ đến phần tử cuối cùng của file không. Nếu đúng thì điều kiện này true, còn nếu false thì điều kiện này false, false thì phủ định của false là thành true nhé. Nó tiếp tục lặp khi mà f không phải là con trỏ cuối cùng của file. Nó sẽ khai báo hai mảng cha name và email. F scan đọc dữ liệu của cái file đấy, lưu vào hai biến name và email, rồi insert slot name email được chèn vào. Nhớ rằng mở file ra rồi thì phải có app close của app ở đây nhé. Process file scan đọc tên file truyền vào này, profile bằng null
profile vòng lập for duyệt tất cả phần tử của cái màng của cái danh sách liên kết đơn đấy. Nếu mà phần tử nào bằng con name bằng thì profile bằng p break ra thoát ra. Nếu profile bằng null, null tức là vòng lập cái điều kiện if này không bao giờ xảy ra, profile bằng null thì not found. Còn ngược lại thì tìm thấy, profile name in ra, profile email in ra. Process load, cái hàm này để lấy file từ bộ nhớ thôi. Tra file name này, scan file name, chuyển vào, load file name, store. Lưu dữ liệu file văn bản. Fscan là đọc đọc cái tên file muốn lưu. Fopen thì đây chúng ta có W nữa là mở file. Và từng dòng một, nó là for, fprint, fname, femail, fprint, email này. In ra cái fprint f này là cũng ghi ra file. Có chữ f ở trước, print f là ghi ra file, print này ghi ra, còn f là print ra file. Với file chính là con trỏ file mà chúng ta đã mở ra đây. Phần trăm, in ra chữ string, in ra string, đúng rồi. Và pnext mình khắc null. Thì nếu pnext mà, tức là phần còn phần tiếp theo nữa thì chúng ta phải xài xuống dòng, in ra cái tự xuống dòng và file. Và đương nhiên thì kết thúc chúng ta phải ép close của file. Đấy. Và chúng ta sẽ có cái hàm để insert cái phần tử nào đó vào. Đây, insert last, remove. Chúng ta muốn remove nào, chúng ta phải đọc dữ liệu từ bàn phím vào F scan, được scan này. Và scan F phần trăm S, và scan F phần trăm S ở đây. Khi chạy, chúng ta sẽ chạy như những đối đội interactive, chế độ là tương tác tiếp với người dùng. Init list phải tạo while 1. Chúng ta while 1 bởi vì chúng ta muốn là lặp vô hạn mà đến khi nào người dùng quit thì thôi. Đây chúng ta nhìn thấy này, cmd này, scan này, compare. Nếu bằng quit thì break, còn ngược lại bằng load thì process load, bằng print print file thì insert, remove, store. Đấy rồi, bây giờ nhiệm vụ của các bạn nhé, các bạn hãy gõ lại các dòng này. Cái file PDF này thầy đã gửi cho rồi, các bạn có thể lên file mà nhìn thấy được nhé. Đây các bạn vào đây này. Đấy vào team này, à không, xin lỗi, vào đấy. Đây này, vào file này. Đấy các bạn sẽ thấy tài liệu lớp học ở đây. Đấy, các chương này đã add rồi nhá. Các bài giờ sẽ lên kết phải 3 ở đây. Ừ. Bạn Hoàng xin nghỉ tiêm vaccine. Ờ, ok. Vaccine gì? Nếu vaccine Trung Quốc thì thôi, cái gì phải nghỉ. Nhờ. Thôi đùa thôi, nghỉ thì cái nghỉ. Rồi. Các bạn làm nhá. Từ bao nhiêu nhỉ? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngồi gõ toàn bộ nội dung đấy và chạy thử. Nhá. Thì nếu mà bị lỗi gì thì bảo thầy, chúng ta cùng dò xem lỗi đây lỗi gì nhé. Ok, rồi nhập lại đi. Đây chúng ta làm với hàm file luôn. Thực ra bài này không cần file cũng được, nhưng mà đề đã bắt đầu xử lý file. Sẽ đọc nhanh cái chỗ này, đọc kỹ hiểu cái này và viết ra file ra nhé. Rồi làm thử xem. Làm với cấu trúc xử lý file này. Nói chung đi thi thật thì chúng ta cũng chỉ có load file với lại ghi file như này thôi. Đây, hàm process store này, lưu file này. Nhưng mà đi thi thật thì thầy không nghĩ rằng là các thầy sẽ yêu cầu ghi file. Các thầy cùng lắm ra đến phần đọc file thôi. Nhá, phần ghi file không có đâu. Thầy sức đâu mà mở cái ghi file ra mà xem. Còn thầy cũng hỏi về lịch thi cử rồi. Nhìn chung nếu mà trường cho chúng ta quay lại thì đương nhiên chúng ta sẽ thi như là bình thường. Nhá. Còn tất nhiên trường ta mà vẫn chưa thể mở cửa được thì sao nhỉ? Thì các bạn sẽ phải thi trên một cái trang để thi. Và thi xong viết, thì viết xong các bạn phải thi vấn đáp nữa. Mệt phết đấy. Vấn đáp.
Mỗi ông 5 phút thì cũng nhân lên với 300, bao xin lỗi, 30 con người nhân lên là 150 phút thì cũng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Ồ, lâu phết đấy. Nha. Thế là nếu thi online thì chúng ta sẽ phải thi viết trên một cái trang. Thầy đang cân nhắc chọn trang và thi thi xong thì các bạn sẽ phải ngồi thi vấn đáp nữa nhé. Ok. Như vậy là thi thì vẫn giống như bình thường, nếu mà online thi vẫn giống như bình thường, chẳng qua là thi trên trang nào và chúng ta có vấn đáp hay không thôi. Rồi. Bây giờ các bạn ngồi viết lại cái nội dung này đi nhé. Có đoạn nào mà chạy không được thì báo thầy để chúng ta cùng dò lại lỗi ở đâu nhé. Ok. Rất welcome là các bạn báo cáo lỗi, report lỗi lên để chúng ta cùng dò xem lỗi ở đâu nhé. Rồi các bạn chạy, nếu mà chạy cái lỗi thì cũng báo thầy, chúng ta cùng đi bắt xem thì vấn đề ở đâu nhé. Ok. Nào, bây giờ làm đi. Hôm nay mục tiêu hôm nay chậm nhất hôm nay tối thiểu hôm nay phải xong hết là những cái bài quản nhân sẽ lên cái đơn này để biết cách tương tác với lại con trỏ. Ra đi thi thì không bắt buộc phải dùng con trỏ đâu, các bạn dùng, xin lỗi, không bắt buộc phải dùng nhân sắt liên kết đâu, các bạn dùng mảng nhân sắt liên kết đều. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải biết đây nữa là hàm define này, sao chép sâu này, strcpy này, rồi là khai báo struct này. Rồi, ok, làm đi nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra sĩ số nhé. Là sĩ số các bạn. Đâu xem nào. Sáng thứ sáu đúng không? Đây. Nguyễn Xuân An có đây không? Alo. Đây không có. Rồi. Bạn Nguyễn Đức Anh có đây không? Thắng à? À, sao có không nói với có lặng thế? Vũ Quang, bạn Vũ Quang, bạn này có đây không? Mic đang lỗi, mic lỗi thì dùng điện thoại, vừa vào điện thoại vừa vào bằng desktop được mà. Đấy, điện thoại hỏng mic đốt thì còn gọi gì điện thoại nữa. Đến lúc vào gọi điện thoại thì báo. Sao bạn này nghỉ à? Vắng à? Bạn ấy xin nghỉ tiêm vaccine ở trên nữa. Tao Trọng Hoàn mà, chứ phải là An đâu. À đây là ok. Rồi, mình ghi vào đây là xin phép, có phép, phép 3 lần vẫn được. Và đây vẫn gọi là phép nhé, 15 tháng 10. Đấy. Ghi lại. Ok. Công đâu, công đâu? Khai giảng trường á? Trường khai giảng việc của nó, chúng ta học trên trường có đi khai giảng trường có đi điểm cộng để thi đâu nhá, bỏ đi, liên quan khai giảng trường đó là việc của trường chứ chúng ta không ảnh hưởng nhá, học đang nhiều học mà. Công vắng à? Công đi khai giảng trường à? Không đâu, không vắng nhá, đúng không? Bạn Tiến Đạt. Dạ em có ạ. Okay. Rồi bạn Trung Đức. Dạ em có. Rồi bạn Nguyễn Văn Đức. Không có. Rồi nhá, còn bạn nào đừng lấy lý do khai giảng trường gì hết cả, vắng hôm nay khai giảng trường cái gì, khi nào có công văn của trường yêu cầu là các bạn phải có mặt ở trong lễ khai giảng trường là đại biểu sinh viên ưu tú chẳng hạn thì mới lấy, chứ còn đây không quan tâm nhá. Những ai có danh sách đại biểu thì mới được vắng hôm nay, chứ còn không thì ví dụ hôm nay thầy ở trong danh sách đại biểu thì thầy mới báo nghỉ, chứ còn không thì thầy vẫn làm việc mà nhé. Thế kỷ 21 rồi, chúng ta đừng có lấy lý do khai giảng hay là lý do gì hết ảnh hưởng công việc. Sau này đi làm việc cũng thế thôi.
trừ khi có công văn cho chúng phép chúng ta nghỉ, còn không được phép nghỉ lung tung nhé. Nghỉ cho cá nhân cũng được hạn hữu thôi, không được nghỉ nhiều quá. Nguyễn Văn Đức có đây không nhỉ? Quên bắn rồi. Nguyễn Văn Đức. Nguyễn Văn Đức có đây không? Em có. Rồi rồi, bạn Đức Dũng. Có. Rồi bạn Quang Duy. Em có. Rồi bạn Trung Hiếu. Đỗ Trung Hiếu. Có. Rồi bạn Tạ Trung Hiếu. Có luôn. Rồi bạn Trọng Hoàn. Bạn xin nghỉ tiêm vaccine nữa. À ok. Cancel này. Về phép này. 15 tháng 10 này. Rồi. Bạn Bá Hoàng. Có. Rồi bạn Vũ Hoàng. Có. Bạn Trung Hùng. Có. Bạn Văn Hùng. Văn Hùng vắng. Bạn Gia Huy. Có. Bạn Nhật Huy. Có. Bạn U Huyền. Có. Rồi bạn Vương Khánh. Vắng à. Bạn Kiên. Có. Bạn Hoàng Long. Hoàng Long. Có. Rồi bạn Đức Lương. Có. Rồi bạn Nguyễn Đức Minh. Vâng à. Đây bạn này nữa. Có. Bạn Hải Nam. Có. Bạn Giang Nam. Có. Bạn Nga. Có. Bạn Nghĩa. Có. Bạn Hồng Quân. Có. Bạn Trọng Quang. Có. Bạn Phạm Quang. Phạm Quang vâng à. Có. Rồi bạn Hào Quang. Hào Quang. Vắng. Bạn Duy Quý. Có. Bạn Đức Thắng. Có. Bạn này. Có. Rồi bạn Doãn Trung. Có. Bạn Vân Trường. Bạn Vân Trường. Có. Bạn Cao Tùng. Có. Rồi. Đây, được rồi đấy, chúng ta chỉ có Hào Quang với lại một số bạn khác thôi. Còn lại có phép đầy đủ hết nhé. Rồi quay lại vấn đề, chúng ta sẽ làm việc với slide này nhé. Làm đi các bạn, hãy mở file PDF ra để các bạn viết lại mã nguồn, cố gắng viết lại từng dòng một nhé, chứ đừng có copy paste nhé. Copy paste nó không nhớ được nhiều đâu. Làm bài đi nhé, viết lại đi rồi thầy xem. Đừng có chia sẻ cho nhau, ông nào làm được rồi thì kệ, ông ấy đừng có chia sẻ file cho các bạn khác nữa. Các bạn khác lại cứ thế copy paste vào, nó không có tác dụng gì cả đâu. Đấy, tự viết đi. Nếu có khúc mắc gì trong code này thì tự sửa. Đừng có sao chép với nhau như thế, hại bạn đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm một bài tương tự, gần giống như cái bài này nhé. Thắc mắc gì thì nhắn tin nhé, hoặc là báo. Nhắn tin là chắc nhất, cứ nhắn tin vậy.
Có bạn nào gặp khúc mắc không? Chúng ta thử hỏi chia sẻ nhé. Bạn Đỗ Trung Hiếu có thể share cho thầy xem kết quả em đang viết được không? Cái mã nguồn em đang viết nhé. Bạn Đỗ Trung Hiếu. Alo. Vâng, em đây ạ. Hiếu, share cho thầy xem được. Vâng, thầy đã share của em vừa. Không, em ở đây em tự share đi. Em share được mà. Em cứ lấy share là được. Thầy thấy chưa? Máy đang đơ. Chưa, vẫn chưa thấy. Các bạn khác thấy chưa? Đây, bắt đầu thấy rồi. Đây. Rồi, báo. Rồi. Ấm to lên nữa xem. Để xem. Rồi, đây, để xem được rồi. That's a profile, name, mail, struct, next, rồi, back, str, cpy, rồi, init, list empty. List empty, em mở rộng cái hàm list empty, rồi, first null, rồi, insert, else, rồi, print list, rồi, kéo xuống. Rồi, có vẻ cũng ổn đấy, nhưng mà của em nó thụt vào không đủ dòng nhỉ, nhìn nó hơi sát, ví dụ dòng 37 đến dòng 45, nên em phải thụt thêm nữa, em thụt lên ít quá. Với lại cái if với cái câu lệnh khối lệnh trong if này, if dòng 38 với dòng 39 ấy, sao nó lại thụt cùng dọ, cùng hàng, cùng cột với nhau nhỉ? Em phải thụt lùi vào một tí nhé. À đấy. Ừ đấy, thụt cái profile rồi, hãy lấy nó rồi. Đấy. Mà trong cái thằng này nhớ là cái thằng visual này như là có cái return thụt vào lâu sâu hơn một nữa. Cái dòng 42 thụt vào thôi một tí nữa. Dòng 42 cái mà, dòng 42. Đấy, còn cái này thì từ trong như thiếu cái gì đấy nhỉ? Cái return lùi ra ngoài, cái return này thì à không, cái return lùi return một, ở trong else một spec thì... ở một spec đây, một spec return một, lùi một spec đấy, đúng rồi. Cái 46 lùi lại một tí. Lùi sang bên phải, 6 lùi sang bên phải. Rồi. Rồi cái này lùi vào bố trí cho nó đẹp, nó mới nhìn dễ nhìn được. Nhìn đọc mới dễ phát hiện ra lỗi. Thế chạy có ổn được không? Có chạy được chưa? Em chạy được rồi ạ. Ok. Các bạn nào không chạy được không? Có bạn nào không chạy được không? Được rồi, em có thể tắt xe được rồi. Em có thể tắt xe được rồi đấy. Các bạn nào không chạy được không? Chúng ta cùng sẽ xem thử nhé. Bạn... Nguyễn Quang Duy có thể cho thầy xem được kết quả công việc của em thế nào không? Alo, Nguyễn Quang Duy, anh ngủ mất rồi. Đang đây ạ. Đây. Ok, share đi. À, vâng ạ. Đang ấy giả. Ừ. Thầy đã em tí. Đang đến phần bên ạ. Ừ, ok, thế làm đi. Thầy cứ để xe như này thầy xem. Và à, em để lại cái nền trắng chữ đen cái được không? Cho nó dễ nhìn hơn cái này. Hơi sợ lóa à? Vâng. Rồi làm đi. À, nhưng mà phải có file input đấy. Chỉ cần file input này lưu ra là được. Nhập vào nốt mới đây, lưu ra. Này cũng không cần có file từ đầu. Chúng ta không cần có file từ đầu bởi vì có cái phần insert này. Insert
câu ta viết ra là nếu mà có sẽ tạm. Câu 2 sẽ tạm. Có lỗi nhỉ? Đây là của em đang bị warning đúng không?
Hóa đơn thì không sợ, nhưng mà vốn nó quýt à? Ủa, chạy được chưa nhỉ? Của bạn chạy được chưa? Thầy thấy nhìn nó rối rắm gì, không hiểu nó chạy được chưa. Tự tạo ra đi, em tự tạo ra một cái, như trong khi hướng dẫn là các bảo gì nhỉ? Dùng cái câu nào để tạo ra một cái giá, để tạo ra một giá trị mới. Em hướng dẫn của nó đấy. Trang 20 này này. Enter đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ enter comment thì chúng ta sẽ comment cái gì nhỉ? Cái insert xem người nào. Insert. Vẫn chưa xong à? Alo. Dạ. Vẫn chưa xong rồi, thầy thấy vẫn nãy giờ loay hoay vẫn chưa chạy được. nó cứ báo em gì vậy? Em để em thu nhỏ cái bên kia đi, cái trình duyệt đi, cái flash mở rộng cái Xcode, cái Visual Studio Code cho thầy xem cái warning của nó. Nó bé quá thầy không nhìn thấy chữ gì. Dạ vâng. Mở rộng ra, mở rộng. Bạn bắt cái mic đấy. Ông lại còn vừa làm việc vừa nghe nhạc nữa. Không ạ, cái này YouTube em tắt lâu rồi ạ. À đây. Thêm green để livestream đấy. Ôi tập trung học thì học đi, khi nào các ông nằm trong đại biểu cấp viện, cấp vụ trưởng của các đơn vị thì chắc chắn sẽ được mời cho kia. Dạ vâng ạ. Để xem là sao lại nó bao nên passing the cái gì, not expect constant char but argument e file dòng 30 dòng bộ dòng tiêu chấm h input file code là ví dụ 1.c đúng không? Dạ vâng ạ. Cái dòng 112 ấy, nó đang hỏi em viết cái gì đấy, nó đang bảo này in function process store này passing argument a print from print cái gì đấy, cái print cái gì mà print cái thằng đứng đấy, đấy cái đỏ nó đó, đấy cái đấy, cái đấy cái gì đấy, cái này file f à? F print thì em đọc kỹ lại cái gì, em phải xem lại cái dòng này là hàm, là hàm gì, hàm process store đúng không? Process store aspirin, nó em đọc kỹ đề đi, nó là aspirin mà chứ phải là print đâu. Aspirin chứ phải em nó print ff đấy. Rồi chạy lại đi. Nó có báo nữa không? Mấy cái enter comment đấy này. Cái gì đó sai sai ở đây nhỉ? Không báo nữa rồi ạ. À đây. Rồi, nào bây giờ insert đi. Vâng ạ. Bây giờ nhập tên và email đúng không ạ?
ông cốt thì ông phải hiểu chứ, chắc lại hỏi thầy. Ra thêm hàm insert nó hỏi cái gì nè. Rồi insert đâu có insert đâu nhỉ, hàm insert báo làm gì nhỉ? Process insert đúng không? Process insert là phải insert last. Gọi hàm insert last, and insert last làm gì? Insert last là make profile, gọi hàm make profile nó chả hỏi gì cả. Ôi thì nhập đi, nhập bây giờ là an đi. Enter rồi sau đó nhập thêm là gì đấy cũng được, ABC gì đấy cũng được, không quan trọng lắm. Enter đi. Đấy, enter comment rồi. Bây giờ làm công việc tiếp theo là làm gì nhỉ? Để xem print. Để thấy nhìn print á. Ừ, print được, print đi. Xem nó báo gì. Nó không in ra gì hết như này, hàm print bị làm sao nhỉ? Phải xem print list của em bị làm sao đây. Print list. Em đều xem hàm print list của em thôi, print list của em. Đấy, print list. Đáng ra nó phải in, thế thì trừ khi là cái hàm first của em nó chưa được gắn. Em đây gõ enter đi, dòng 44 có enter một phát. Dòng 44 có enter một phát đi. Dòng 44. 44 các bạn. À vâng. Enter đi, if. If đi, if first bằng bằng null. First bằng bằng null. Thì chúng ta sẽ in ra câu là null rồi đi, printf null rồi. Null rồi, thầy sợ là câu printf này nó vẫn bị null. Null rồi. Các bạn có biết debug chưa? Chưa biết à? Thôi chạy đi. Bị run code rồi. Còn bị này nhỉ? Em chưa dùng cái chân sử. Rồi bây giờ insert đi, insert hai cái gì đấy, an rồi enter rồi abc đấy rồi print đi, enter nó không in gì hết á. Dạ vâng. Cái này xem lại cốt của cái dòng main, xem lại cốt hàm main. Thực ra cách dò cốt này là cái cách dò nó hơi lạc hậu quá, phải chuẩn hơn là phải quay một print, ông viết printf kìa. Đúng không? Dòng 1 bao nhiêu 138 ông viết sai bét rồi. Rồi chạy lại đi, bao đi. Quá vẩn đây. Chạy lại đi. Không bây giờ ông viết nó chạy thế quái được, ông phải cái kin cái process này bin lại, đúng không? Ông phải kin rồi bin lại. Đấy. Nào, chạy đi. Insert. Print đi. Cái gì đấy? Cái đúng đúng không? Vâng. À đấy, lỗi tại ông đấy. Thôi bây giờ cái gì nhỉ? Store đi. Store. Ừ, store đi. Để nhập đúng không ạ? Store. Store. Nó có hỏi gì nhỉ? Store trong code là yêu cầu nhập tên file đúng không? Cái code này nó không ghi cái dòng nhập tên gì cả, nhập cái gì cả cho nên hơi khó chịu. Process store can file name ấy, nhập tên file đi. Nhập chưa? Vâng. Nhập đi, nhập file ví dụ cái gì mà duy chẳng hạn, đấy là nó tạo ra file duy.tt thôi. Duy.tt nhập tên file là duy.tt, nó sẽ write ra. Em viết là B rồi nó cũng không nói. Không nói để xem nó in nó ghi ra rồi đấy. Nhưng mà nó không nghe nó enter à? Em B xong enter rồi thì nó dừng luôn. Nó không chạy nữa. Để xem hàm store của em lại nè. Hàm này là hàm gì nhỉ? Process store. Process store. Process store first name. Poly nhỉ? Kéo xuống hàm bên cho thầy xem kỹ này.
Enter comment store set store. Tôi nhất là debug đây, ông không biết debug à? Em biết debug à? Đây cái là view này là debug đi. Có debug được không? Em cancel. Em kin cái program đang chạy đi rồi cho đó là chuẩn bị debug. Let me review. Ờ sao thế? Anh thế nhỉ? Ấn sang cái ấn sang cái debugging console đi. Ấn sang cái output đi. Sao lạ nhỉ? Bây giờ nhìn nó tạo file ở luôn ở đây. Em đang dùng Windows đúng không? Được không? Thì bắt trong cái này làm nào nhỉ? Mình thầy thì hay dùng Sigwin nên này không quen đó. Khi nhập vào địa chỉ file chưa tồn tại nó lặp mãi á. Cái file để anh em chạy nó ra là như này ạ. Không. Để chờ một tí nhé. Thầy đang có điện thoại, chờ một chút xíu 3 phút thôi. Rồi enter đi rồi enter tên file. Đấy, nó tạo file đi. Nó tạo luôn ở bên đây đấy. Ừ, tạo file rồi. Mở file ra đi. Kin cái này đi, kin cái tiến trình này, kin cái SN này nhé. Mở cái file ra, mở bằng Wordpad cũng được, là biết ngay nó bằng Wordpad đấy. Wordpad không phải là Word thôi đâu, mở bằng Visual Studio Code được, mở cái kia nó đấy biết ngay nó mở được mà. Mở Wordpad không phải là Word, hoặc là mở bằng nút Visual Studio Code cũng được để xem nó báo gì. Mà sao nó Visual nó không được thế. Được cái mở bằng Wordpad đi, search thêm Wordpad. Look for không có Wordpad à? Mở cái file này thôi, em gửi file qua đây cho thầy xem rồi nè, gửi qua chat cho thầy xem rồi nè. Chat của team này xem. Tuyên cho mát em thêm rồi. Đang upload được xong file nó nặng thế nhỉ? Cái này bao nhiêu mê đây? Bao nhiêu mê đây em? Không nặng lắm.
Hai vị. Có vẻ bạn xem này. Lại bạn kia, nhưng mà thôi như này nhá. Bạn Tùng có một cái ý kiến là nhập file chưa tồn tại. Bây giờ em tạo trong đó tạo ra một cái file mang tên là input.tt đi. Trong cái thư mục đấy, cái thư mục lúc nãy. Tạo file là input.tt đi. Nhớ là để định dạng là tạo file kiểu bằng Notepad ấy, kiểu dạng tạo file bình thường. Input ạ. Tôi rồi tạo bằng Xcode cũng được. Mở Xcode ra tạo một cái file mang tên là input.tt rồi sau đó là lưu vào đúng cái thư mục này. Tạo ở trên đâu ạ? Visual Studio Code đây, mở Visual Studio Code ra. Visual Studio Code ra. Không, ông vào file đi, ông vào file cho thầy input tt chưa, em cho thầy xem cái input trong tt đi. Đây em tạo em, rồi ạ. Em tạo đúng cái địa chỉ thư mục chưa, xếp lại đúng cái địa chỉ thư mục của cái file này chưa? Ở trong cái thư mục đấy rồi ạ. Đâu mà mở thư mục ra xem thử. Đâu, em tạo ở trên đấy, đây rồi thầy ơi. Đây rồi gì, ok rồi, chạy đi, thế thì chạy đi, store vào đúng cái địa chỉ là input trong tt đi. input.tt rồi enter đi. Enter rồi đấy ạ. Không được à? Cho thầy xem code của em thử. Thầy ghi vòng lặp for nó chưa xong ấy. Xem code của em thử. Process store. Process store. Process store. Nào, scan này, file name này, file app open này, profile first khác luôn. Sao lại pnex? P bằng pnex chứ sao lại pnex nhỉ? Đúng không? P bằng pnex chứ. Trong code. Em thấy ở trong... P bằng pnex, ông đang viết là pnex à? Hay là cái gì đấy? Nhìn lại xem, trang 18 ấy. Trang 18. Đây là 12 rồi, 18 đấy, P bằng P next, P bằng P gạch nối next. Ông là đằng P next đúng không? Giọng vòng for cái vòng phần P. Đấy rồi. Biết bẫy cả thầy. Rồi làm chạy đi. Mất thời gian nữa. Đi lại. Thế xóa xóa cái file input đi, xóa cái input đi, nó đang bị nặng lắm. Xóa cái input đi. Bây giờ mới hiểu vì sao cái input kia nó nặng. Đại đấy. Suốt ngày ông bẫy cả nó là sao? Xóa đi. Rồi ok, xếp lại. Xếp chưa? Nó đang báo tròn tròn kìa, chưa xếp đâu. Không, em để auto xếp rồi. À, để auto xếp. Tôi xếp đi, thế nó cái tròn tròn này thì ngại lắm. Xếp. Gắn chuẩn S đi. Net. Em gắn chuẩn S rồi đấy. À, rồi chạy đi. Chạy đi, chạy lại. Fail to save này thì content in your... Ông... Nó chưa xếp đâu, nó chưa xếp đâu. Kết lại. Gắn chuẩn S đi. Xếp rồi, em phải gắn chuẩn S rồi thầy ạ. Nó vẫn thế thôi ạ. À, rồi thôi, chạy lại đi này, chạy lại đi. Được rồi đúng không? Bây giờ print ra đi. Anh thấy hình như nó lại không lưu vào trong input. Ở thầy mở cái input kia xem reload nó có lưu không? Xếp đi, xếp đi. Để ra cần xếp, cái gì đó không ổn.
Đúng túng thế nhỉ. À, ông đang cảm giác ông đang bẫy thầy thì sao? Em phần đang xấu nhất. Em kin cái tiến trình này này, tại vì hai tiến trình nó đang xung đột với nhau nên thằng kia nữa. Rồi mở mở file input trong thư mục cho thầy xem thử. Bằng notepad. Không có notepad. Cái chữ phải đi, cái chữ phải đi. Đấy có rồi này. Cái gì đây, cái chữ kia là chữ gì đây? Override hay cái chữ gì đấy? Chữ gì đấy? Đâu à, đây ạ à? À, cái nút install này, cái gì đấy? À, cũng như là cài đặt phiên bản mới hơn thôi. Ừ. À, ok, thôi rồi. Bỏ đi. Bỏ đi. Chuyện gì? Đấy, được ghi được rồi đấy. Dạ vâng. Yeah. Thế vậy là cái lỗi sai của ông ở đâu nhỉ? À, cái P mình thiếu gán ấy. Thứ hai là phòng for à, có mấy cái lỗi? Có 3 lỗi tất cả nhá. Tổng hợp thứ nhất là cái print ông lại viết là printf mà chủ đề là print. Đấy, đúng không? Cái lỗi thứ hai của bạn ấy là f có một chỗ nó f là f print thì f lại ghi print. Em lại print. Đó. Lỗi thứ ba của em là đây là for này không biết đúng cái assign cho biến đếm, người ta biến đếm, thế là nó cứ lặp vô hạn này, bảo quái. Rồi ok, thôi rồi. Thì em có thể tắt rồi chúng ta sẽ tìm một bạn khác để xem. Như này chứng tỏ là ông làm việc không cẩn thận đúng không? Code đây lung ta lung tung. Nhìn chị nhìn sai ạ. Nhìn sai ông phải có suy luận chứ. Ok, thôi rồi. Để thầy thôi rồi không sao. À, mời đồng chí tiếp theo, mời đồng chí nào bây giờ nhỉ? Kiểm tra xem mời bạn xem ai chưa gọi. Lê Duy Quý, Duy Quý hồi xưa gọi chưa nhỉ? Đó. Quý như hồi xưa gọi rồi nhỉ? Thôi rồi đến next vậy. Thôi để xem bạn đây, bạn Nguyễn Xuân An xem thử. Alo, Xuân An có thể share cho chúng ta xem thử được không? Cho cả lớp xem thử. Thầy muốn xem kết rõ cái kết quả của em. Alo, Xuân An share đi. Nó mạnh mạnh hơi lag. Được chưa? Được rồi đấy. Chạy đi. Đấy, bạn này phải dùng cái này rồi. Mà insert đi, có insert đi. Insert. Enter rồi, bây giờ insert cái gì đây đi. An rồi cái gì đấy, đúng rồi. Rồi print đi. Rồi ok, rồi bây giờ store đi. Enter đi, file là input.tt đi. Input.tt. Rồi enter. Rồi bây giờ là cái gì nhỉ? Mở file ra. À ok, đấy ổn rồi đấy. Đấy bạn bạn kia phải chú ý chứ. Rồi mời bạn tiếp theo, mời bạn Vũ Đức Lương hay Vũ Đức Lượng gì đấy cho thầy xem. Vũ Đức Lương cho thầy xem rồi nào. Dạ vâng. Sao có ai vừa chat gì vậy? Thầy. Đấy chưa? Sắp tới rồi. Chat tiếp đi. À thấy rồi đấy. Nào ok, bật lên. Ok. Chạy thử đi. Rồi bây giờ cái insert đi, mà em viết theo kiểu em thì tất cả các chữ cái phải viết thường hết đúng không? Insert.
Đó là bị lỗi này nhỉ? Quality không quản lý hồ sơ SE cho stop booking thế nào? Tại thế này nhỉ? Sao lại thế? Gì đang xảy ra vậy? Không sao, có lỗi là chúng ta dò mới thấy thích thú, chứ còn chạy băng băng lại không khoái lắm. Dò là thầy biết nguyên nhân vì sao các bạn lỗi. Thế vì sao lỗi đây? Coi không trả lời được không? Em cũng chưa biết. Chưa biết đây. Vâng. Tức là em tái hiện lại cái lỗi đấy xem nào. Bây giờ chạy lại thử xem. Rồi bây giờ insert này. Rồi, thì gõ gì đó cũng được, gõ đi. Rồi, rồi. Print đây, print này. À, print đang bị lỗi. Thế thì mở xem cái thằng print của em. Print list của em. Mở thầy xem hàm print list của em. Release first bằng đun. Thế có gì đó? Cái thằng first bằng đun không in đơn đun rồi nhưng mà vô lý nhỉ? Thế thì xem hàm insert của em rồi nè. Insert list hàm thứ ba, cái thứ ba đấy. Print list của thầy. Thế xem lại print list đi. Print list. Ở đây init in của bạn tắt chấm phẩy hay sao ạ? Hàm in đấy. Phải chỗ nào? Print list hàm print list ạ. Print list thì xem print list thiếu. Print dưới đây. Cái chỗ for ạ. For đúng rồi mình nhỉ, thiếu. Chỗ đủ chấm phẩy ở cái chỗ for. À đây đúng rồi. Rồi dòng 47 thừa. Dòng 47 thừa. Thế phải ở cuối. Đấy. Bảo sao? Nhưng mà vô lý nhỉ? Kể cả như vậy nó cũng không thể nào. Đúng rồi, nó sẽ bị cái lỗi là null pointer. Truy cập phần tử bị null, đúng rồi đấy. Rồi. Nào, chạy đi. Không, em dịch lại rồi gì? Biên dịch lại rồi gì? Hay là... Rồi, biên dịch lại chắc ăn đi, tắt đi. Biên dịch lại chắc ăn đi, tắt đi. Rồi, biên dịch lại chắc ăn đi. Rồi, nào, sao lại tắt? Mình dịch đây. Rồi insert đi. Enter gõ gì cũng được. Enter được rồi, nhưng mà thế này nhá. Cái thằng kia cái dòng 48 sửa lại, dòng 48 thêm dấu gạch chéo N đi. Đề chắc chắn phải có gạch chéo N nó mới nhìn in nó đẹp hơn chứ. Ông lại thiếu gạch chéo N của họ. Đúng rồi, đề có gạch chéo N mà. Bây giờ còn có sự may đấy chứ, tôi đang vừa học vừa kinh doanh đúng không? Em sẽ lại này. Em chỉ có compile, chỉ compile. Đó, nên đó. Compile. Vừa học lại vừa có cái ông chủ một cửa hàng cửa hiệu khác. Rồi. Print đi nè. Vẫn bị vậy nhỉ? Sao lạ vậy nhỉ? Không xứng ở chỗ đấy. Em bật lại cho thầy xem cái con sâu được xem. Đây một đúng con sâu này. Tắt hết cho thầy đi. Tắt hết tất cả mọi thứ này đi. Rồi, đọc kỹ lại cái đoạn này. Dòng 40 email, pin name. Ok, rồi chạy thử nha. Chạy thử. Pin đi. Đấy. Căn bản là em không tắt mấy cái cửa sổ kia cho nó không compile lại. Đóng lên rồi. Ok, bây giờ gọi hàm store đi, gọi store đi. Store đi. Enter đi.
Ờ, đặt vô hạn rồi. Là vô hạn rồi. Xem hàm store của em đi. Cái đoạn dưới cùng hàm main xem store là em gọi hàm nào. Dưới cùng đi. Process store này, không có process store này. Đây, cái góc bên này có hàm process store này. Kết vào dưới nữa nhé. Đây, đúng rồi. Lưu vào can file. À, quên mất mình chưa nhập input. .tt nhập đi. Mở cửa sổ console lại đi. input.tt đi, input.tt rồi enter đi. À, được rồi, bây giờ print lại đi, print. Rồi, giờ gọi hàm load đi, có hàm load đúng không? Rồi, bây giờ gọi input.tt đi. input.tt enter đi. Hả? Nó lại không làm load, nó xem process load rồi xem. Process load ở góc trên đấy, đây rồi. Load file name, thế mở nhảy vào hàm file load, hàm load xem thử, nhảy vào hàm load xem thử. Load data file not found. App scan. Thế là insert ngược vào last, rồi mở cái cửa sổ trong cửa sổ lúc nãy đấy, cửa sổ program lúc nãy đấy. Cửa program. Rồi bây giờ gọi lại print đi. Rồi nó gấp đôi lại. Rồi ok. Đấy, bài đơn giản thôi mà cũng hì hục mãi nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bài khác như sau. Chờ chút nhé. Rồi em bỏ xe đi. Rồi chúng ta sẽ làm sang ví dụ 3 nhé. Mà sao hôm trước báo nhiều đồng chí gửi mà ta chả thấy ai cả. Chỉ có vài người gửi. Hôm nay có được một bạn này. Hôm trước là Gia Huy này. Đã chấp hết, các bạn khác không thấy gửi. Bạn gửi bài viết tay ấy, Duy Quý đã gửi chưa? Alo, Duy Quý. À, đây giờ em gửi ạ. Bây giờ mới gửi, trước khi học mình gửi chứ. Hả? Còn Doãn Trung nữa, Doãn Trung đã gửi chưa? Em vừa gửi mà. Doãn Trung vừa gửi chat trong kia chứ gì? Rồi kiểu Doãn Trung, mà tại sao đến giờ học mới gửi, trước đây không gửi à? Em tưởng là đến tuần mới gửi ạ. Cái Gia Huy nó gửi sớm này, gửi trước cái giờ học này. Sau nhớ gửi trước cái giờ học này. Hoàng Hà Trung Đức thậm chí còn hôm đấy thì còn gửi luôn nữa, tối về gửi luôn đây. Vũ Đức Lương đã gửi chưa? Alo Vũ Đức Lương. Em gửi cái này rồi ạ. Bây giờ mới gửi đúng không hay là như nào? Em gửi mail rồi. Gửi mail á? Vâng. Gửi vào tin nhắn riêng rồi. Rồi. Nha, phê bình Duy Quý là mãi đến lúc thầy nhắc thì mới hì hụi ngồi gửi. Thế còn Xuân An gửi lúc nào Xuân An? Em tưởng về bảo kiểm tra ngẫu nhiên à? Em có chép. Ngẫu nhiên thì em phải viết chứ. À, em viết rồi ạ. À? Đâu? Đây, em gửi lên chứ. Tưởng thầy bảo kiểm tra ngẫu nhiên mà nên em chưa gửi. Kiểm tra ngẫu nhiên thì ông phải gửi chứ, chắc lại thế. Rồi. Này gửi đi. Bởi vì hôm sau phải gửi đấy nhé, ví dụ trong ngẫu nhiên như thế thì bắt buộc phải gửi cho chứ. Phê bình Duy Quý nhé. Rồi chúng ta làm bài tiếp theo như sau.
hãy viết. Trong lúc chờ đợi thì Xuân An cũng chụp rồi gửi đi nhé. Tờ bé này. Thì có nhiệm vụ giống như bài trên. Nhưng nhé. Cấu trúc lưu file. Cấu trúc cần làm việc. Thay vì điểm của diễn viên lại là một cấu trúc FOIL với hai trường thông tin là double X và Y. Đấy. FOIL này là một có một trường nữa, có một trường nữa. Trở đến FOIL tiếp theo. Đấy. Rồi. Sau khi cũng cài đặt các chức năng. Cũng cài đặt các chức năng như đề yêu cầu, như bài vừa xong yêu cầu. Nhưng sau đó nên cài đặt thêm chức năng như sau. Chức năng là int này, check này, point này, point p và int này, hit load này. Hai hàm này sẽ kiểm tra xem liệu các điểm có được bố trí theo kiểu chiều kim đồng hồ hay không. Tức là giả sử có 3 điểm P1 trở sang P2 rồi trở sang P3 nhé. Đấy. Và P3 này nó trở đến null chẳng hạn. Thì trong không gian hai chiều P1 ở bên đó như nào nhỉ? Cái thì trong không gian hai chiều nhé, đường tròn ta xác định cái đường tròn đi qua P1, P2,
Rồi, quay lại nhá. Nó đang bị ao bất ngờ nè. Cho xem một chút. Rồi. Chiều quay của cung tròn là chiều kim đồng hồ. Đây, chẳng hạn như ba điểm sau đây là ba điểm sau được coi là bố trí theo chiều kim đồng hồ. Là điểm 00 này. Điểm 00, điểm 10 và điểm 0 và điểm tiếp theo là điểm x bằng 2 y bằng trừ 1 nhé. Đấy. Ví dụ như là 4 điểm được gọi là bố trí theo chiều kim đồng hồ. Đồng hồ nếu trường hợp nếu 4 điểm được bố trí theo kiểu kim đồng hồ thì quy tắc nó phức tạp hơn. Quy tắc hình học này hợp mà n điểm 3 điểm thì dễ rồi, nhưng mà n điểm 3 điểm n điểm thì không thể bố trí theo kiểu kia được. Để xem nào. Nếu mà rồi trong căn bản là bố trí theo kim đồng hồ thì thỉnh thoảng nó đi ngược chiều kim đồng hồ vẫn được. Trong toàn bộ cái điểm đấy. Đây chúng ta có n điểm nhé. N điểm được bố trí theo kim đồng hồ nếu như mà nếu như là cái vector P0, P1 và P2 này, vector P1, P2 và vector PN-1 N ấy. Hai vector đây nhé. Vector chúng ta đặt tên vector U là bằng V1, V2 và vector V bằng V1, V2 ấy. Thì hai vector này nếu mà nhân có hướng ấy, nhân có hướng sẽ được một vector có chiều đi vào mặt phẳng, chiều đâm vào mặt phẳng, giữa hai vector đó, vector UV đó, nhé. Cái cấu trúc về n điểm thì nó phức tạp hơn. Rồi, chúng ta thử làm bài này xem. Làm bài này xem. Nhìn chung bài này là một phần của một cái bài thầy dự kiến sẽ ra bài cho lớp ta. Đó. Bài đấy nếu mà các bạn làm được hết thì bạn nào làm được hết gửi cho thầy sớm nhất thì sẽ được 10 điểm của môn này, giữa kỳ của môn này và không cần phải đến lớp nữa nhé. Ok, nhưng mà bây giờ thời gian không nhiều, nếu mà ra ngay lập tức thì có thể các bạn chưa hiểu được hết, cho nên thầy quyết định ra một cái bài nhỏ nhỏ này thôi. Thử làm thử xem.
Đây các bạn có thể theo dõi kỹ cái bài này. Như vậy là hôm nay là có những bạn nào gửi trễ nhỉ? Có Xuân An với Trọng Quang với Duy Quý là gửi trễ đúng không? Gia Huy gửi chưa nhỉ? Gia Huy gửi lúc 1 giờ sáng nay. Lương là hôm nay mới gửi đúng không? Gửi trước rồi, đúng rồi, Lương gửi trước rồi, xem nhìn thấy rồi. Rồi như vậy là các đồng chí Trọng Quang, Xuân An với Duy Quý là phê bình nhé. Nhất là Duy Quý nhé, đã làm trên danh sách mà không hoàn thiện tốt công việc. Rồi bây giờ thì làm thử bài này xem. Các bạn làm bài thử bài này. Ví dụ 3. Cái điểm thì đơn giản, nhập cấu trúc điểm thì đơn giản, chúng ta từng làm rồi đúng không? Chỉ sửa lại cấu trúc của student kia một chút thôi. Profile của trước là được. Nhưng bây giờ cái kiểm tra, cái giải thuật kiểm tra bố trí theo kiểu kim đồng hồ này nó hơi phức tạp một chút. Các bạn tự cân nhắc kỹ thì xem. Cái này hồi xưa thầy làm rồi mà sau lâu dần quên bén mất cách bố trí thuật toán. Kiểm tra các điểm được bố trí theo kim đồng hồ. Em đã thấy trong hai hàm check với check last kia thì hàm nào mới là hàm kiểm tra chiều kim đồng hồ đấy? À đúng rồi, cả hai hàm đều là kiểm tra. Nhưng hàm checklist thì sẽ yêu cầu nhập vào file input .tt nhé. Nhập vào tên file chứa dữ liệu các điểm trên file đầu vào. Em hiểu chứ? Tức là một bên chứa các điểm. Một bên chúng ta, tức là cái bài trước có yêu cầu chúng ta phải lưu file đúng không? Đấy. Thì cái bài checklist này là cái hàm checklist này thì nó không cần phải nhập vào input của nó, không phải là một danh sách mà nó sẽ đọc trực tiếp một file ra. Nhé. Rồi nó kiểm tra. Em hiểu chứ? Còn định dạng lưu thì dòng 1 là của điểm 1, dòng 2 thì của điểm 2. Cái bài này nói chung những bài như này là bắt đầu áp dụng nhiều cái khái niệm của vector có hướng nhé, nhân vector vector có hướng để ra được kết quả. Rồi các bạn thử làm thử xem nhé. Nếu mà làm có gì khúc mắc thì có thể chat hoặc hỏi cũng được nhé.
Em biết thầy. Các bạn có thắc mắc gì không? Thầy chỉ hơi ngần ngại là cái giải thuật tìm kiếm xác định kiểm tra xem hai cái n điểm này có phải là bố trí ở kim đồng hồ thôi, nó không, nó có thể sợ là không chính xác lắm, để thầy nghĩ kỹ lại. Nếu mà như này cái này phải dùng vectơ chỉ phương thì mới đúng hơn. Để chị đang ngần ngại là cái giải thuật thì kiểm tra này, vì hồi xưa mình code khá lâu rồi, bây giờ mình quên bén nhắm chắc là cha xoay từ chiều kia đồng hồ. Kiểm tra chiều quay. Phải search point. Lock y. Coi block coi check. Tôi phải kiểm tra như thế. Ở điều này is list polygon points. Đây này. Đây đây đây, HTML my. Cái này chính xác hơn này. List the polygon point. À, cái gì này? State overflow. Nó lại bị bỏng lỗi này nhỉ? Đây, các bạn có thể search cho mình nhé. Thuật toán này có lẽ là trong cái này nó chuẩn hơn để thầy đọc.
Nói chung là có những cái thuật toán, có các phương pháp tìm kiểm tra list ở các điểm ấy, xem nó có thuộc là chiều kim đồng hồ hay không. Các bạn đọc kỹ này, point này, anti clockwise. Vấn đề là cái đa giác điểm này không phải là đa giác lồi, nó có thể đa giác lõm được. Đấy. Vấn đề là như vậy. Chúng ta có thể đọc kỹ trong ví dụ như là đây để thầy sửa lại nhé. Bữa chi kinh hồn nếu chúng ta có thể đọc tài liệu hướng dẫn toán kiểm tra n điểm có bố trí theo chiều kim đồng hồ hay không, bằng cách đọc cái tài liệu này. Các bạn thể xem thử. Nói chung bài này yêu cầu về toán khá là hay, thầy nghĩ vậy. Cố gắng đọc các thuật toán để kiểm tra. Mà đây chúng ta làm là đa giác tổng quát nhé, không phải đa giác lồi đâu. Đa giác lõm chúng ta vẫn làm. Các bạn học học toán năm cấp 3 rồi đúng không? Đa giác lồi là gì, đa giác lõm là gì các bạn đều biết rồi. Nhưng mà đa giác lồi thì là những cái chúng ta tập trung giải quyết trong trường hợp của cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 2, cấp 3. Nhưng mà lên ở đây thì chúng ta phải giải quyết, lên đại học là chúng ta phải giải quyết trường hợp phức tạp hơn, là đa giác lõm vẫn phải giải quyết nhé. Ok. Thì tuần sau chúng ta sẽ, các bạn sẽ ngồi làm bài tập này. Đến tuần sau là thử xem nào. Sau có lẽ sẽ gọi vài bạn lên để kiểm tra xem thử. Công việc nên làm đến đâu. Và tuần này chúng ta đã làm được vấn đề rằng là tìm hiểu việc đọc file rồi. Đọc file, chủ yếu đọc file thôi. Tại vì đi thi chúng ta cũng chỉ mở đến, chỉ làm đến mức đọc file chứ không có làm đến mức phức tạp hơn nhé. Như vậy chúng ta có bài mẫu của việc đọc file của hôm nay rồi, các bạn có thể về nghiên cứu kỹ xem, nghiên cứu kỹ xem. Em thấy làm xong thì lột hay là cứ để đến tuần sau mới chữa? Làm xong thì cứ để đấy thôi, cứ để thôi nhé. Bắt buộc phải nộp. Mà tuần sau chúng ta sẽ gọi ngẫu nhiên vài bạn lên để xem thử cái kết quả bạn ấy làm thế nào. Cái kết quả cũng chạy không quan trọng lắm, quan trọng nó là cái mã nguồn nó phải chạy được và không bị lỗi. Nó trả ra kết quả sai thì thôi cũng có thể tặc lưỡi chấp nhận được, nhưng mà đang chạy nó văng, nó lỗi, nó thoát cái là lỗi, nên là cái lỗi là lỗi nặng phải xử lý nhé, nặng phải xử lý. Ví dụ đi thi cái bài này thì đi thi chưa có, nhưng thầy biết đâu thầy có thể đọc vào đây rồi thầy gợi, thầy nghĩ ra một cái hướng, thầy đề xuất đề thi cho các bạn thì sao nhé. Thầy thì ví dụ có đề thi có một số câu yêu cầu sắp xếp các điểm này nọ theo tổ chức như nào đấy, và đến câu chốt cuối cùng là kiểm tra n điểm trong file đó có phải là bố trí theo kiểu chiều kim đồng hồ hay không. Điểm của đa giác đấy.
thầy sẽ ví dụ đi thi thi thật thầy sẽ chế ra được, hoặc là đến hôm kiểm tra giữa kỳ chẳng hạn thầy sẽ chế cái bài này ra, và câu chốt cuối cùng mới là giải cái vấn đề là kiểm tra xem có phải là bố trí được kim đồng hồ. Còn những câu giữa chẳng hạn, ví dụ có những câu là sắp xếp xem điểm nào là xa tâm nhất, điểm xa tâm gốc tọa độ nhất, hoặc là điểm nào xa một cái điểm cho trước nhất, rồi kiểm tra xem ba điểm có tạo ba, kiểm tra xem tức là kiểm tra xem ba điểm kế tiếp nhau có tạo thành một tam giác vuông hay không, đấy kiểu như vậy nhé. Thì những cái bài này yêu cầu kiến thức toán thì không cần nhiều lắm, trừ câu cuối cùng ra kiểm tra kiểu kim đồng hồ thôi, chứ còn các câu trước sẽ không nhiều toán lắm, nên yêu cầu các bạn phải xử lý thao tác với việc sắp xếp danh sách liên kết, danh sách mảng, danh sách liên mảng và danh sách liên kết. Nói chung đi thi thì không bắt buộc các bạn phải dùng mảng hay danh sách liên kết, do đó các bạn tốt nhất là cứ dùng danh sách liên kết, cứ dùng mảng cho nó truy xuất cho nó mau lẹ, chỉ dựa trên chỉ số thôi nhé. Rồi làm thử xem nhé. Bây giờ làm, nếu mà có khúc mắc gì thì hỏi ngay. Mắc thuật toán thì đã có rồi, hoặc là khúc mắc về code, bạn thưa thầy tại sao em code em chạy đến đây nó lại văng ra lỗi, hoặc nó cứ báo lỗi gì ấy. Đấy thì báo thầy, thì nói thầy, thầy sẽ kiểm tra lỗi xem nhé.
Các bạn có khúc mắc gì không? Cứ chat hoặc là hỏi thầy. Cái bài này có khó quá không? Thầy nghĩ cái phần mà đọc file lưu lại thì chúng ta không khó phần cấu trúc dữ liệu đúng không? Dữ liệu chỉ sửa lại một chút xíu thôi. Cái phần kiểm tra xem là nó có phải là xoay theo chiều kim đồng hồ thì phần đấy có lẽ là phải đọc số các tài liệu để khẳng định cũng như là test thử, bởi vì nếu nhá trên Google Stack Overflow nó viết thế thôi nhưng mà nó viết sai thì chúng ta cũng không phạt họ được đúng không? Đấy. Chúng ta thử một số trường hợp thôi, chúng ta cứ tích vài điểm trong cái không gian 2D rồi kiểm tra kỹ xem. Đương nhiên cái phần đấy hơi khó nhưng mà đi thi nếu ra phần này thì phần đấy chỉ có một điểm thôi. Nhá. Thầy sẽ viết một cái thuật toán nào đó ra. Đấy, các ông sẽ cài đặt lại. Mô tả thuật toán đó các ông sẽ cài đặt lại. Và viết mà thuật toán bằng pseudo code hoặc là cái gì nhỉ? Tableau flow program đấy chứ còn. Nhưng mà thôi cứ cố gắng làm thử xem, cân nhắc làm thử xem nhé. Bao lâu để kiểm tra cái đồng hồ này? Đây phải, nếu mà ra bài này chắc là phải nghĩ kỹ lại cái thuật toán. Nói chung thuật toán nó không chính xác. Thuật toán ví dụ như thuật toán giả sử trong cái đề của thầy đưa ra chẳng hạn nó có thể không chính xác, nhưng ít nhất là nó chạy đúng với những cái test case mà thầy giữ lại trong đề, hiểu không? Tức là khi đi thi của các bạn ấy, các bạn thi thì sẽ các thầy ngoài các test case các thầy cung cấp cho các bạn, các thầy cũng sẽ có các test case mà các thầy test nhé. Đó, thì các thầy sẽ kiểm tra với các bạn các bộ test case mà các thầy giữ riêng lại như thế. Thì thuật toán đấy thầy sẽ cố gắng viết thuật toán mà ít nhất là đúng với những cái bộ test case mà thầy giữ riêng lại. Nhưng bây giờ chúng ta thể đọc bên kia. Thôi rồi, bây giờ cũng khá trễ rồi, các bạn có thể nghỉ sớm nhé. Sớm được một phút. Ok. Chúng ta dùng tích có hướng mà, chúng ta có dùng tích vô hướng đâu. Nha, thôi rồi, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Các bạn sẽ nghỉ ở đây. Các em cứ về đi. Rồi để chuẩn bị cho buổi chiều nay học tiếp những môn khác.